cây mộc hương ta rất là đẹp ạ. À, mình phải đứng rất cách rất là xa cái cây thì mới ôm gọn cái khuôn hình của cái cây mộc hương này. Cái cây mộc này thì được trồng trong cái chậu vuông nhé. À, chiều dài của một cạnh là 1m2 bạn ạ. Đây là tổng thể của cái cây ạ. Cây rất là đẹp ạ. Thứ nhất là các bạn nhìn này, là thứ nhất nó đẹp cái là nó được có cái độ thoát thân. Cái đẹp thứ hai nữa là mặc dù thoát thân nhưng cây rất là đấy là cái điều hiếm có trong các cái cây mộc mà thoát thân mà nó lại có tán ấm. Đấy là điều rất là hiếm ạ. À, mình sẽ chi tiết tận nơi để các bạn xem nhá. Đó, mình phải đứng rất là xa thì mới quay hết được cái ôm được cái khuôn hình của cả cái cây. Mà mình có để cái chậu ở đây ấy, thì để bạn thấy, để có một cái để mà bạn so sánh với cái kích thước của gốc cây với cả cái chậu. Cái gốc cây này thì vanh của nó cái chỗ mà to nhất ấy, là 38cm bạn nhé. Còn nếu mà đo cách gốc, cách mặt đất mà 20 phân thì cái chỗ đoạn đấy là 28, vanh thế là 28. Cái thoát thân của cây thì là 70cm. Một điều mà đặc biệt thứ ba của cái cây mộc hương ta này ấy, là các bạn nhìn cái gốc của nó. Gốc của nó là cái cây gốc nguyên bản, không hề có sẹo hay chỉnh sửa gì. Có nghĩa là nó bản thân của nó từ một cái cây mộc bé là nó đã là cây mộc thoát thân, chứ không phải là mộc bụi xong rồi là mình cưa bớt một cái cành, cái nhánh của nó đi để tạo thành mộc một thân. Đó. Giờ thì mình bỏ cái chậu hoa này ra để bạn nhìn cho nó rõ là không hề có một cái vết sẹo nào, gọi là kiểu dạng như là đốn cành của cái cây mộc để tạo thành cây mộc thoát thân cả. Đó, rất là đẹp ạ. Không có sẹo luôn. Đấy. Cây mộc này ấy, thì nó hội tụ được rất nhiều các cái điểm đẹp trên cây mộc này. Đầu tiên là khẳng định đó là cây mộc hương ta mà có dám cam kết và bảo hành và đảm bảo luôn đấy là cây mộc hương ta. Thứ hai, nó là cây mộc hương thoát thân. Đấy. Thứ ba, nó là cây mộc hương thoát thân nhưng mà bụi rất ấm, tán tròn đẹp. Đó. Thứ tư là cây, các bạn nhìn trên cây này các bạn sẽ thấy được cái dấu tích của thời gian. Có nghĩa là nó là cây mộc hương ta mà quê, mà là mộc hương già rồi. Đó, bạn nhìn này, các cái vết nứt này, rồi là các cái điểm chấm chấm vân ở trên cái gốc của cái cây. Còn về chiều cao của cây thì cây cao 2m7 bạn nhé. Tổng chiều cao của cây là 2m7. Còn cái tán của nó là 2m4 bạn nhé. Rất là đẹp. Mùa thời tiết bây giờ đang là mùa hè, là tháng 5. Nên là cây mộc là nó vừa hết đợt hoa và nắng nóng của hè. Nhưng mà các bạn vẫn nhìn thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái cây này. Còn nếu như mà nó là mùa hoa đó, thì cái cây này trắng bốc lên, rất là đẹp luôn ạ. Và để đầu nhà như này thì rất là thơm. Các bạn có nhu cầu mua cây mộc hương ta lâu năm, nhiều năm tuổi như này, thoát thân là 70 và vanh gốc là 38, thì vui lòng liên hệ với mình nhá. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Cái cây mộc này được đựng trong một cái, trồng trong một cái chậu rất là đẹp. Bạn nhìn thấy cái chậu nó đã hoành tráng ạ. Một cạnh của chậu là 1m2 bạn nhá. Nếu các bạn có nhu cầu mua cây mộc hương ta này thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Tán tròn đẹp ạ. Dăm cành nhiều. Mộc hương quê ạ.